Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai mùng 1 tháng 5 trên kênh VTV Tiên và dự báo thời tiết cho 3 ngày tới. Quý vị và các bạn thân mến, trong đêm nay, khu vực Hà Giang, Cao Bằng cũng như Lạng Sơn bắt đầu chịu tác động của phần phía bắc của không khí lạnh nên mưa bắt đầu xuất hiện từ đêm nay trở đi đến ngày mai. Hầu khắp Bắc Bộ đều có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to với nhiệt độ trong ngày mai giảm xuống từ 25 đến 28 độ. Xuống đến thời tiết khu vực miền Trung, ở khu vực phía bắc của đèo Hải Vân, vùng từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế, về chiều và tối sang đến ngày mai có mưa ở một vài nơi nên nhiệt độ cao nhất ngày mai sẽ dao động trong khoảng từ 31 đến 34 độ. Trong khi đó, khu vực từ Bình Định trở vào cho đến Bình Thuận, chiều và đêm nay sang đến ngày mai có mưa vừa, có nơi mưa to và dông với nhiệt độ từ 30 đến 32 độ. Với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ là vùng chịu ảnh hưởng mạnh của rãnh áp thấp và gió đông nên từ đêm nay cho đến ngày mai cả hai khu vực này đều có mưa trên diện rộng. Do có mưa nên nhiệt độ ở khu vực Tây Nguyên giảm xuống còn 28 đến 31 độ. Trong khi đó ở khu vực Nam Bộ nhiệt độ cũng hạ xuống còn 30 đến 32 độ. Trên biển, ở khu vực giữa và Nam Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa, khu vực biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang tiếp tục có mưa rào và dông mạnh, tầm nhìn xa giảm thấp dưới 10 km. Trong khi đó, khu vực phía bắc của Biển Đông có gió Đông Nam, có mưa rào và dông ở mức rải rác, kèm theo nguy cơ bị lốc xoáy và gió giật mạnh.